Luna có hát một bài, công chúa Luna hát một bài cho mọi người nghe nhỉ? Trông công chúa giống như trong phim hoạt hình ý nhỉ? Đúng không? Công chúa hôm nay có vui không? Công chúa đói chưa? Bây giờ cả nhà mình đi ăn, công chúa có thích không? Cả nhà mình đi ăn đấy. Nói chơi mà. À thế hả? Đấy. Trong màn hình này trông giống công chúa chưa? Công chúa thì ăn này, giống công chúa thì ăn này. Công chúa đi ăn tiệc à? Công chúa đi ăn, nhìn vô chứ. Công chúa đi ăn tiệc tối. Này, thế là con chào rồi, bye bye này. Thì lên món ăn mẹ quay tiếp nhé. Okay. Đang mải xem.